giải cứu làn da đổ dầu vào mùa hè nắng nóng. Cùng theo dõi bài viết này để biết một số mẹo chăm sóc da nhiều ngày nắng nóng nhé. 1. Xịt khoáng dưỡng da. Xịt khoáng luôn là sản phẩm không thể thiếu trong việc chăm sóc làn da của chị em phụ nữ, nhất là vào những mùa nắng nóng. Thời tiết ảnh hưởng trực tiếp đến làn da dễ bị khô nứt do thiếu nước. Vì vậy, duy trì thói quen xịt khoáng thường xuyên sẽ cung cấp chất ẩm cho da, giúp làn da luôn khỏe, tràn đầy sức sống. 2. Dưỡng da bằng gel hoặc emulsion, sữa dưỡng cấp nước. Đối với da dầu, việc sử dụng kem dưỡng vào mùa hè có thể khiến da dễ bị bít lỗ chân lông và dễ nổi mụn hơn. Vì vậy, vào mùa hè chúng ta cần thay thế kem dưỡng bằng sữa dưỡng cấp nước hoặc gel dưỡng da. Như vậy mới sở hữu làn da tươi khỏe trong ngày hè này. 3. Thường xuyên đắp mặt nạ, dưỡng ẩm, mặt nạ đất sét. Có thể nói, mặt nạ đất sét mùa hè được ví như vị cứu tinh cho làn da dầu. Mặt nạ đất sét giúp đẩy mụn hiệu quả, làm sạch da, sạch bã nhờn trên da. Mặt nạ đất sét cũng hỗ trợ rất tốt cho việc điều trị mụn trứng cá, đặc biệt là mụn đầu đen và tuyến bã nhờn trên da. 4. Chế độ ăn. Ngoài các biện pháp khắc phục làn da này, chế độ ăn uống rất quan trọng để khắc phục tình trạng da nhờn. Vitamin A có thể được gọi là thần dược, có thể hút lượng dầu thừa trên da mặt lại vừa góp phần tái tạo cho bạn làn da tươi sáng hơn. Hãy bổ sung vitamin A trong chế độ ăn uống bằng các loại thực phẩm như cà rốt, khoai lang, dưa, rau cải, cá. Ngoài ra, nếu có điều kiện, các cô nàng cũng có thể chọn cách uống viên kiềm dầu có chứa biotin. Đây là thành phần rất hiệu quả để kiểm soát dầu, bổ sung dưỡng chất cho da, tóc, móng.